Những trang sách này là để nhắc nhở bạn rằng việc tiếp khách chỉ đơn giản là thêm một chút chu đáo nhằm biến tổ ấm của chúng ta thành một nơi thật thoải mái và thân tình để mọi người có thể quay quần. Đồng thời nó cũng khiến cho cuộc sống chúng ta trở nên phong phú hơn khi thường xuyên dành thời gian chào đón bạn bè tới chơi. Hello anh em, video này chúng ta sẽ thử một cái mic tên là mic Free uh, Fire hay là 55 gì đó là K658 Đây là một cái hãng mic rất mới của Trung Quốc Trung Quả Và chúng ta đã từng cho những hãng như là Smallrig Ulanzi cơ hội để họ sản xuất được những cái thiết bị hỗ trợ quay phim hay nhiếp ảnh rất là tốt thì OK Mình cũng sẽ thử cho Fifive cơ hội một cái mic giống như thế này Và điều đặc biệt là cái mic này là mic Dynamic sử dụng USB tức là các bạn có thể cắm trực tiếp vào trong máy tính và không cần phải có những cái audio interface phức tạp giống như thế này và nó là mic dynamic cho nên là cái khả năng khử tạp âm và kể khử noise về cơ bản của mic dynamic là tốt nhưng mà cái mic này có tốt hay không thì vào video rồi nói chuyện hey, this is Roke, chiếc mic phi phi k 658 mà mình đang có ở đây là một cái mic dynamic đến từ một cái hãng mình cũng không biết đọc là như thế nào đây các bạn có thể tự xem Đó. và về cơ bản lý thuyết là mic dynamic nó sẽ giúp cho chúng ta cắt được rất là nhiều tạp âm và các bạn có thể quay vlog ở nhà mà các bạn không cần có phần ý có phòng cách âm và USB cắm trực tiếp vào trong máy tính thì để cho giúp các bạn là giảm thiểu những cái phức tạp của những cái audio interface nhưng mà đấy chưa phải là cái hay nhất của cái mic này cái mic này là hồi từ từ khui nhưng mà họ đi kèm với mình là một cái đây là cái am lúc đầu thì mình cũng nghĩ ừ mình có biết bao nhiêu cái am xịn ở đây rồi mình cũng không lấy cái am của họ làm cái gì nhưng mà họ nói là không cái am này nó không giống những thứ mà anh tưởng tượng Thật ra thì cái việc mà bạn nhìn thế này mình cũng nghĩ là bạn cũng sẽ không tưởng tượng được nó như thế nào đâu nhưng mà về cơ bản nó là một cái am rất chắc cực kỳ chắc full kim loại nó cứng nó cứng như xe tăng vậy cực kỳ cứng cực kỳ là xịn và nó có cái chịu lực rất tốt và mình đã thử và nó có thể chịu lực lên đến gần 2 ký Tức là nó có thể giúp các bạn treo cả máy ảnh lên được luôn Cho nên là nếu như các bạn mua mic này và các bạn dùng để làm việc khác thì wow Hợp lý Thì cái am này Thì lát hồi mình sẽ gắn cái am này lên rồi mình test cho các bạn xem Còn giờ thì cứ cất cái am này vào đã đó, đó lý do mà tại sao mà mình nói là mình phải khoe cái am này khi mà nói đến những hãng mic uh, của Trung Quốc thì mình luôn nghĩ đến những cái am rẻ tiền, những cái am mà nó ọp ẹp. Nhưng mình không ngờ rằng Free Fire họ làm ra một cái am nó khá tốt như vậy. Cất cái am này đi. Rồi chúng ta sẽ nói về cái mic cái đã. Phần đầu video này mình sẽ dùng con su Super 55 thì thật ra nha, mình chưa thử, mình chưa khui ra cái mic này luôn. Nhưng mà mình vẫn sẽ dùng con Shure Super 55 này để thu đoạn đầu để nó có một cái reference để các bạn tìm hiểu Thì con Shure Super 55 này nó có giá khoảng đâu tầm uh, 7 triệu Và con mic Fifi K658 này nó có giá chỉ có hơn 80 đô một tí tức là nó chưa tới 2 triệu Vậy thì nó có cái gì ha Nhìn thấy màu mè thấy vui rồi yeah. Đây là khui hộp hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng này sẽ giúp cho các bạn à, xài nó ở trên à, Mac như thế nào và trên Windows như thế nào. À, có nghĩa là nếu như các bạn mua về các bạn xài với Mac hay Windows thì đều được. Một cái sóc mau Đây là cái sóc mau thì nó sẽ có một cái chữ để cho mình bạn biết là cái chỗ uh, nào là cái chỗ ngửa lên dis side up tức là cái này ngửa lên ừ. và một cái chân đế nếu như các bạn không có muốn treo lên am thì các bạn cắm chân đế tin mình đi cái cục này nè các bạn sẽ thấy trên shopee rất là nhiều rồi nhưng cái cục này làm bằng kim loại còn cái cái đồ mà các bạn mua trên shopee là bằng nhựa mình mua rồi, mình là nạn nhân rồi Cái đồ khoảng trăm mấy ngàn mua trên Shopee á Mấy chục ngàn mua trên Shopee á, nó gớm lắm Nhưng cái này xịn nè à. Cái cây này xịn, chắc, bền Rồi <laughs> Một cái bộ đổi Từ 3 phần 8 sang 5 phần 8 Cáp USB-C Sang USB-A dài khoảng 3 mét Và đây là nhân vật chính của chúng ta uhm đây là cái mic Fire k sáu năm tám có mở ra được không? à không không mở được nha nhìn các bạn các bạn nhìn giống uh, b của mình đang có đây không? À, nhưng mà cái này còn có đèn nữa Đấy. thì đây là cái mic Fire thì cái mic này nó sẽ có một cái nút một cái nút đèn báo ở đây rồi một cái nút núm dặn núm dặn này không phải là núm vô cực nó sẽ có maximum và minimum và nó có nút mute Đấy. nên như là cảm ứng rồi phía dưới này thì sẽ có cái dắt tai nghe và cổng cấm USB-C rồi đây là tất cả những gì mà phía trong này nó có và cảm giác của mình khi mà cầm vô cái cái mic này thì nó bằng kim loại hoàn toàn bằng kim loại và dưới đây là chắc chắn nó sẽ có đèn nhìn nó cũng vẻ chắc chắn cũng đẹp đấy và nếu như mà treo lên trên am thì nó cũng ok đấy treo lên am cách nào ta à treo lên am thì phải có phải có cái này à, rồi ok bây giờ cắm thử rồi nói tiếp nè ở trong cái hộp đó, nó sẽ có một cái vòng ren để cho các bạn vặn nó vào thì khi các bạn vặn vào thì các bạn buộc sẽ phải có cái sóc mao này để các bạn gắn vào nha và cái sóc mao này nó sẽ giảm thiểu được cái chấn động tiếng vọng lên từ mặt bàn khi các bạn làm rung gì đó nó sẽ lên nó sẽ hãm thiểu cái tiếng đó thì các bạn gắn như thế này à, nó hơi khó gắn chút xíu bạn nào tay to thì cứ từ từ cẩn thận xoay một hồi thì nó cũng sẽ vào Vấn đề của mình đó là đây là một cái mic có giá dưới 2 triệu Và là mic dynamic sử dụng USB Cho nên nó cũng là thuộc một cái phân khúc hàng hiếm Hiếm có cái mic nào dynamic mà dưới 2 triệu và bán trên thị trường lắm à, Cho nên là có chứ không có nha nhưng mà hiếm Và thường thì những cái mic đó nó là của bên uh, các hãng mic cũng có tiếng Và họ không làm cái mic cho dân uh, streamer hay dân postcard cho dân streamer và postcard dynamic thì gần như là không có mức giá này. Thì mình bây giờ lên dây và nghe thử thôi. Mình vừa gắn cái mic Free uh, Fire K658 lên cái chân đi kèm của cái mic này trong hộp và các bạn nghe thấy cái giọng thế nào. Và đây là mic dynamic được cắm trực tiếp vào trong máy tính bằng USB. Và như các bạn cũng biết rồi thì mic dynamic nó sẽ có khả năng chống ồn, không phải chống ồn nữa mà nó sẽ lọc bớt tạp âm ở xung quanh và khả năng tự nó có noi rất là thấp. Vậy thì bây giờ mình sẽ im lặng trong vòng 5 giây để các bạn nghe thử xem coi nó có noi hay không. trong phòng làm việc của mình đó, nó đang có một cái máy lạnh mình mới vừa mở lên cho nên là nó khá là ồn mà bây giờ các bạn nghe thử cái tiếng máy lạnh của nó mình đang thu cái tiếng máy lạnh nó bằng một cái mic khác mình đang để dưới đây đó là cái mic Lewis nha bây giờ các bạn nghe thử cái tiếng máy lạnh nó để các bạn biết là trong phòng mình có máy lạnh như thế nào nha đó, đó thì mình im lặng các bạn sẽ nghe cái tiếng máy lạnh, lạnh nó ồn sao nè đó là lý do mà mình nói là những cái mic dynamic á, nó sẽ giúp cho những bạn nào làm postcard hay là làm content creator ở nhà hoặc là những bạn làm streamer, làm game á mà các bạn không có được phòng cách âm thì các bạn hãy suy nghĩ giải pháp mua một cái mic dynamic và bây giờ một cái mic dynamic mà còn sử dụng USB nữa thì nó hơi bị dễ xài chỉ cần cắm vô là xài thôi và đây là mic dành cho game thủ cho nên là các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái vòng màu màu phía sau đây để trong bóng tối nhìn sẽ nó ảo diệu các bạn hoàn toàn có thể tắt cái màu đó đi bằng một cái nút nằm ở bên hông đấy cái cái màu đó sẽ có tắt mở được rồi còn cái nút mà các bạn thấy ở đây á nó là cái nút mute khi các bạn bấm khi các bạn bấm vô thì mình nói gì các bạn sẽ không nghe và khi các bạn bấm vô trở trở lại hình vòng xanh thì nó nó sẽ nghe và cái nút này là nút cảm ứng cho nên là các bạn chỉ cần chạm nhẹ tay vào là nó sẽ im chứ không phải là cái nút mà để bấm vô đâu tại vì nếu mà nút mà bấm vô thì nó nghe sẽ kịch kịch đó rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thử xem coi cái khả năng chống ồn và lọc tập âm xung quanh của nó như thế nào bằng cách là chúng ta chỉ cần xoay cái micro thôi khi bạn nói chuyện thì bạn phải hướng cái miệng của bạn thẳng vào trong mấy cái, cái micro này Và khi mà các bạn xoay cái micro này thì các bạn sẽ nghe ngay lập tức là cái âm thanh của nó sẽ lọc bớt đi nè Đây là mình để ở bên hông nè Đây là mình để ở bên hông nè Đây là mình để ở phía trước nè Đây là mình để ở bên hông nè Và đây là mình để ở phía sau nè cái âm thanh mà bạn đang nghe mà mình nói mà mình để ở phía sau này đó là do cái giọng của mình nó còn vọng lại trong phòng cho nên các bạn nghe còn nếu như các bạn cái phòng này mà nó sâu một chút xíu mà nó có nhiều đồ thì các bạn nói ở phía sau nó sẽ còn bớt đi rất là nhiều. Bây giờ bây giờ mình thử mình để cái micro này cách xa lại chút xíu nè. Rồi mình để cái micro này cách xa lại chút xíu thì các bạn thấy là cái âm thanh nó sẽ giảm thiểu đi rất rất là nhiều. Cho nên á, là nếu như bạn sử dụng cái micro Fifi K658 này để làm streamer thì việc các bạn tương tác liên tục ở trên màn hình và ở xung quanh bạn mà có những cái tiếng nhỏ nhỏ thì chắc là sẽ không nghe đâu. Ví dụ nha. Ở trong cái liền này có đá và khi mình im lặng thì các bạn mới nghe. Nhưng mà nếu như mà mình à, vừa nói mà mình vừa lắc cái ly ở khoảng cách phía xa xa là các bạn sẽ không nghe nè rồi bây giờ mình vừa nói mình vừa lắc cái ly ở khoảng cách phía xa xa là chắc chắn là cái tiếng đá này nó không ảnh hưởng đến bạn mà ở khoảng cách này là các bạn đã thấy là nó đã bớt đi rất là nhiều vậy thì còn nếu như mình để xa ra ngoài khuôn hình luôn đó thì các bạn sẽ không thể nào nghe được cái tiếng đá này và cũng không hình dung được là có cái tiếng gì luôn đấy, đúng không đấy thì đó là ưu điểm của cái mic dynamic mà sử dụng usb đó rồi còn nói về chất âm thì các bạn nghe cái micro này là các bạn đã biết rồi Mình cắm trực tiếp thẳng vào trong máy và mình sẽ không có xử lý bất kỳ một cái thông tin nào cả Và bây giờ thì chúng ta sẽ đọc một đoạn để cho các bạn nghe, để các bạn xem coi Cái micro Fifi K658 này đọc postcard hay là audiobook có hay hay không nhé Mình sẽ đọc cho các bạn một đoạn ở phía sau cuốn sách Wabi Sabi Welcome này, Cái đoạn này này Đó Thế đại khách khứa đầu tiên và trước hết đó là việc được quay quần lại với nhau không quan trọng là dưới hình thức nào khi nào hay ở đâu tôi luôn nghĩ rằng điều này quan trọng hơn rất nhiều so với việc cố gắng gây ấn tượng với các vị khách hoặc đạt được sự hoàn mỹ trong khâu đón tiếp kiến tạo một định nghĩa mới về việc tiếp khách giản tiện và cởi mở hơn chính là tinh thần mà cuốn sách này mong muốn truyền tải những trang sách này là để nhắc nhở bạn rằng việc tiếp khách chỉ đơn giản là thêm một chút chu đáo nhằm biến tổ ấm của chúng ta thành một nơi thật thoải mái và thân tình để mọi người có thể quay quần. Đồng thời, nó cũng khiến cho cuộc sống chúng ta trở nên phong phú hơn khi thường xuyên dành thời gian chào đón bạn bè tới chơi. Đó, đó là một cái đoạn mà mình đọc. Trong cuốn sách này và khoảng cách này đã đang là ở 10cm và bây giờ mình thử đọc ở khoảng cách xa hơn chút xíu Một khoảng cách mà thường chúng ta chơi game Chúng ta hay đọc hoặc là chúng ta làm streamer Chúng ta hay đọc ở khoảng cách khoảng tầm 30cm Rồi Đây là khoảng cách tầm 30cm Rồi mình sẽ đọc tiếp nha Vị chủ nhà gần gũi Hãy tử tế và thành thật Tất cả chúng ta đều có cách thức riêng Để thể hiện mình ở nơi công cộng chọn lọc lời nói để không tiết lộ quá nhiều về bản thân hay cố gắng nói những lời hoa mỹ để tạo ấn tượng tốt nhưng tôi nhận thấy rằng sự thành thật mặc dù có vẻ sẽ chẳng dễ dàng gì cho cam thì đáng được tôn vinh hơn nhiều đó là việc sẵn sàng chấp nhận tổn thương và để mọi người bước vào cuộc sống của ta kể cả khi điều đó có thể mang lại sự bất tiện hay bừa bộn những ngày bạn kiệt sức tức giận vì sếp hay cảm thấy chán nản bởi người yêu là khi bạn cần một người bạn bên cạnh. Không phải một tin nhắn, không phải một cuộc điện thoại, mà là một người bạn thật sự ngoài đời để cùng đồng cảm và đưa ra lời khuyên cho bạn. Sự thành thật cũng đi đôi với sự tử tế. Tử tế là việc nghe nhiều hơn, cư xử đúng mực hơn và ân cần cảm xúc của người khác. Thì đó, đó là cái cách mà chúng ta nói trên cái con micro này ở khoảng cách là 30cm và lời khuyên của mình dành cho các bạn là nếu như các bạn để trực tiếp như thế này thì vì các bạn thở vào trong cái micro này các bạn sẽ bị lọt tiếng thở, ví dụ như mình đang thở. Dù sao thì đây cũng chỉ là một cái micro có giá dưới 2 triệu. Cho nên uh, nghe một khoảng thở như vậy nó không tốt thế nào. Nhưng nếu như nếu như các bạn để ngang. Các bạn để ngang như thế này thì vì các bạn thở các bạn cũng sẽ không bao giờ bị lọt tiếng thở vào. Chúng ta chỉ nghe được cái âm thanh thở đi ra chứ không bị áp lực lên trực tiếp micro như thế này. Khác ha. Đấy, đấy là cách để một cái micro hoàn hảo. Hãy để nó ở cách miệng mình khoảng 8 đến 10 cm và để xiên một góc 45 độ như thế này. Thì lúc đó cái giọng voice của các bạn vào đây nó sẽ có đủ độ trầm ấm và nó sẽ không bị tiếng thở. Thì đối với mic dynamic á, nó sẽ khác với mic condenser là nếu như các bạn để càng xa thì cái bass nó sẽ càng mất dần. Thí dụ mình để gần như thế này thì tiếng bass rất là nhiều mình để xa hơn một chút thì cho dù mình có nói lớn các bạn nghe được nhưng mà tiếng bass nó đã mất đi và mình để xa hơn nữa thì tiếng bass nó còn mất đi nhiều nữa vì gì về cơ bản là bạn muốn người nghe nghe tiếng bass nó nhiều như thế nào hoặc là cái cảm giác trầm ấm hay gần gũi như thế nào thì bạn hãy điều chỉnh cự ly đó hợp lý và đối với mình thì đây là một cái mic nó đa dụng ở chỗ là nếu như các bạn chơi game, các bạn làm streamer thì các bạn hãy để ở khoảng tầm 30 thì với khoảng cách 30 cm này nó vẫn cho các bạn được thoải mái điều khiển mọi thứ trên bàn nhưng nếu như các bạn đọc postcard hay các bạn trò chuyện tâm sự thì các bạn nên để ở cự ly khoảng tầm 10 cm thì cái tiếng nó nó sẽ nghe trầm ấm và nó khá là dễ chịu và nó gần gũi đó chỉ đơn giản như vậy thôi là chúng ta đã biết được cái âm thanh của con Free Fire K658 là như thế nào rồi.